Vâng, xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của em. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác rất là nhiều các sản phẩm mới luôn, như là loa dành riêng cho đạp xe này, đèn này, yên này, tất cả các loại yên carbon nhé, yên mỏ quạ carbon rất là đẹp luôn này. Đấy, yên carbon của Bontrager, hàng rất là nổi tiếng luôn. Thì các bác đi qua kênh của em thì cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh, và em sẽ giới thiệu chi tiết các sản phẩm đến cho các bác nhé. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác một cái mã loa đến từ thương hiệu JBL, hàng trực tiếp sản xuất tại Made in USA nhé. Nó có cái giá treo để cho các bác bắt và ghi đông xe nhé. Và khi mà bật lên này, đấy, nó có cái công tắc bật này để các bác kết nối Bluetooth. Các bác kết nối Bluetooth, các bác vào cái điện thoại của bác, các bác vào phần cài đặt và các bác ấn vào mục Bluetooth là nó sẽ hiện lên Win D3, là các bác ấn vào nó có thể kết nối được nhé. Có một cái cổng sạc Type-C cho các bác này, có cắm thẻ nhớ, cắm USB này. Đấy, thẻ nhớ và USB thì các bác tải đúng định dạng của nhạc là MP3 là các bác nghe được luôn các bác nhé. Đấy, khi mà các bác muốn to thì các bác nhấn giữ vào đây, khi mà các bác muốn nhỏ thì các bác nhấn giữ vào đây, và đây là tạm dừng các bác nhé. Hàng rất là hay luôn, nghe âm thanh rất là chắc, rất là to luôn. Các bác đi đạp xe mà nghe mở những cái bài nhạc mà nó siêu bốc thì đạp rất là khí thế luôn nhá. Mà khi mà các bác không cần treo và ghi đông thì các bác có thể mắc vào đây này, nó có một cái giá quặc ở đây, các bác có thể cài vào cái thắt lưng ấy, cài vào cái thắt lưng quần của các bác nếu mà các bác đi du lịch hay là đi đâu đấy, rất là tiện luôn. Nói chung là đa số là rất là nhiều các vị trí để cài nhá. Đấy, có thể cài này, có cái giá bắt cho các bác đấy, có cái khớp một cái là các bác bắt vào một cái ghi đông, mà các bác kiểu vào một cái ghi đông nghe rất là hay luôn, nghe rất là hay luôn. Em sẽ test cho các bác nghe một đoạn nhạc nhá. Và hôm nay thì em về thêm cho các bác là màu ghi này, màu tròn rất là đẹp luôn. Mấy hôm trước là em về được cái màu dàn di, và màu dàn di này em chỉ còn số lượng 1-2 cái thôi, nên là khi mà các bác đặt loa là em sẽ gửi tùy thích nhé. Đấy, tùy thích, ý là em sẽ gửi màu xám này hoặc màu dàn di, nói chung là chất lượng là như nhau, chỉ có khác màu thôi, và màu nào cũng đẹp các bạn, màu nào cũng đẹp hết các bác nhé. Quan trọng là chất lượng nghe. Em sẽ mở test cho các bác một đoạn nhạc nhé. Rồi thì em sẽ test đã test một cái đoạn nhạc cho các bác nghe, rất là hay luôn các bác nhá, rất là hay. Và đặc biệt là cái loa này nó rất là nhỏ gọn này, các bác có thể bỏ vào túi nào cũng vừa hết, và mang đi rất là nhẹ nhàng nhá, đi picnic này, đi chơi, đi câu lạc bộ đạp xe để mở cho anh em nghe rất là hay luôn. Và một cái loa Bluetooth này thì em gửi tới các bác giá là chỉ có 350.000 thôi các bác nhá, 350.000, và em hoàn toàn bao phí ship cho các bác. Các bác được quyền kiểm tra hàng, nhận hàng trước khi thanh toán ạ. Rất là đẹp luôn nhá, rất là đẹp luôn. Loa thương hiệu JBL, nói chung là nó to, tiếng của nó rất là to luôn, rất là to nhá các bác nhá. Đấy, nhanh tay đặt hàng các bác nhá. Các bác lên cho em là mã loa JBL em gửi tới các bác giá là 350.000 một loa. Bên này thì em sẽ giới thiệu cho các bác là những cái mã yên đạp xe nhá các bác nhá. Mã yên đạp xe này, đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho các bác một cái mã yên siêu êm các bác nhé. Mã yên siêu êm đến từ thương hiệu Cervelo của USA, hàng rất là êm luôn. Nói chung là cái yên nào mà các bác đang ngồi mà cảm giác đau mông thì các bác nên sử dụng cho em cái mã yên này. Có lỗ thông hơi thoáng khí ở đây nhá, và đây đấy, đinh chốt bắt rất là cẩn thận luôn, và hàng là của Mỹ nhá, yên là của Mỹ, siêu êm, rất là êm các bác nhá, rất là êm luôn. Và nó có viền xanh cho các bác, siêu đẹp luôn. Cái êm, cái yên này mà các bác mà chê không êm nữa thì cứ giả lại em, nó rất là êm nhá các bác nhá, rất là êm. Thì em sẽ đo chiều dài chiều rộng cho các bác xem nhá. Đây, em sẽ đo chiều dài chiều rộng cho các bác để các bác xem này. Ở cái yên này thì nó có cái phần dài nhất của nó là 26 các bạn, 26 này. Và chiều ngang rộng nhất của nó là 16 nhá các bác nhá, chiều ngang rộng nhất là 16 này. Rất là êm luôn, nói chung là êm mông lắm, thích lắm. Và một cái yên này thì các bác nên giúp em là mã yên Mỹ nhá.
Yên Mỹ thì em gửi tới các bác giá là 300.000, 300.000 một yên thôi. Giá rất là rẻ, em chỉ còn 1-2 chiếc thôi. Thanh lý nốt cho các bác. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái mã yên Nhật này. Đây, một cái mã yên Nhật nhé, hàng Japan đây. Yên này cũng rất là êm, về màu sắc mẫu mã thì rất là ok nhé. Con yên này thì có thêm cho các bác một cái đèn hậu luôn, một cái đèn đằng sau yên luôn, thay thế một cái đèn hậu luôn nhé các bác nhé, thay thế cho các bác một cái đèn hậu và có cổng sạc cho các bác đàng hoàng luôn. Có hết pin là các bác cứ sạc vào cho em nhé. Đấy, nó thay thế cho các bác một cái đèn hậu này, khi bấm thì các bác bấm vào đây giữ nhé, bấm giữ nhé các bác nhé. Cái này thì nó như kiểu là nó đang hết pin các bạn. Để em sạc nhé. Đấy, nó thay thế cho các bác một cái đèn, như một cái đèn hậu luôn. Nó có ánh sáng đỏ vòng quanh này, ánh sáng đỏ nhấp nháy này, rất là đẹp luôn. Cái màu yên Nhật này có lỗ thông hơi thoáng khí cho các bác. Bề mặt là bằng da hết nhé, không gây nóng hay là bí đâu. Rất là ok. Con này thì có chiều dài là 24 nhé, 24 gần 25 này. Và có chiều rộng ở phần rộng nhất là cũng là khoảng 16 này các bác này, khoảng 16 nhá. Đấy, thì con này các bác lên giúp em là mã yên Nhật. Mã yên Nhật em gửi tới các bác giá là yên Nhật có đèn đằng sau nhá. Các bác nhá, thay thế cho các bác một cái đèn hậu luôn. Thì các bác lên giúp em là mã yên Nhật này có đèn sau này, em gửi tới các bác giá là 450.000. 450.000 một cái mã yên nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái mã yên đến từ thương hiệu Bonchenger. Nó làm hoàn toàn bằng carbon siêu nhẹ nhá các bác nhá, hoàn toàn bằng carbon siêu nhẹ. Và cái yên này là Bonchenger của Mỹ, thương hiệu Bonchenger của Mỹ này. Cái yên nó bọc da nên là nó có thêm cho các bác một cái lớp đệm hơi êm này, lớp đệm hơi êm một chút. Cái này thì các bác phải mặc quần bị, nếu mà các bác mặc quần quần đạp xe thì các bác đạp rất là ok, rất là sướng luôn, siêu nhẹ nhá, yên siêu nhẹ và lắp lên xe rất là đẹp luôn. Nó có thêm cho các bác một cái lớp bọc da nên là nó có một cái độ êm nhất định các bác nhá. Có biểu tượng Bonchenger XXX này, rất là đẹp luôn. Cái bon yên Bonchenger này thì em bán rất là chạy và số lượng thì bây giờ chắc em còn 2 chiếc thôi, còn sẵn 2 chiếc các bác nhé, rất là đẹp luôn. Các bác lắp lên xe thì phải nói là cái xe của bác nó toát lên được cái vẻ đẹp rất là ok. Con này Bonchenger này, một thương hiệu quá là nổi tiếng rồi các bác nhé. Con này thì nó có chiều dài là 27 này, chiều rộng phần rộng nhất là 25 các bác nhé. Ngồi rất là sướng luôn, có lỗ thông hơi thoáng khí cho các bác. Thì các bác lên cho em là mã yên Bonchenger nhé. Em gửi tới các bác giá thanh lý luôn. Hôm trước là 800, hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác là còn 780.000 nhé. Bán cho nó nốt đây này, có khớp điều chỉnh cột yên ở đây, rất là đẹp. Yên Bonchenger các bác nhé, mã yên Bonchenger em gửi tới các bác giá là 780.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái dòng yên cao cấp full carbon đến từ thương hiệu Shell của Ý nhá. Yên Shell của Ý này, kiểu dáng là dáng mỏ quạ, rất là đẹp luôn, uốn lượn luôn, uốn lượn theo cái đường mông của các bác luôn. Nhưng mà cái hàng này nó là hàng full carbon, hàng này là hàng Ý nhá, hàng Ý xuất Nhật nhá, full carbon. Em có hai màu là màu mờ này, đấy, và carbon mờ nhá, và carbon bóng đây, carbon mờ và carbon bóng. Riêng cái dòng yên full carbon này thì các bác bắt buộc phải mặc quần bỉm nhá, phải mặc quần đạp xe thì các bác mới đạp xe được. Đấy. Nhưng mà khi mà các bác lắp cái yên này lên xe thì xe nó rất là đẹp các bạn. Xe nó rất là đẹp và trọng lượng của xe thì nó nhẹ nên là các bác đạp rất với tốc độ rất là nhanh. Các bác nhá, và cái kiểu dáng này được thiết kế theo kiểu dáng châu Âu. Hàng rất là đẹp luôn. Cái yên Shell này, cái thương hiệu Shell này thì các bác biết rồi, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng nhá. Đây các bác nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn. Thì cái mã yên Shell full carbon này thì có hai mẫu cho các bác lựa chọn, đó là màu bóng và màu mờ. Màu bóng và màu mờ, các bác lên giúp em là mã yên Shell bóng hoặc mã yên Shell mờ. Em gửi tới các bác giá thanh lý luôn nhá. Giá thanh lý hôm trước là 1.350.000. Hôm nay em sẽ giảm giá trực tiếp cho các bác còn 1.200.000 các bác nhá. Giảm giá thanh lý cho các bác là còn 1.200.000, rất là đẹp luôn các bác này. Rất là đẹp các bạn, kiểu dáng uốn lượn rất là ok. Thì các bác lên giúp em là mã yên yên Shell bóng hoặc yên Shell mờ nhá. Em gửi tới các bác giá là 1.200.000 một chiếc nhá, 1.200.000 một chiếc ạ. Nó rất là nhẹ luôn. Cái chiều vòng tròn của cái bô tăng này thì đó là 31.8 nhá, hàng rất là nhẹ luôn. Thì bác nào có nhu cầu thay cái ghi đông tay thẳng đây, nó có hơi cong một chút, hơi cầm rất là sướng nhá, cầm nắm bắt rất là sướng luôn, rất là nhẹ. Đấy, thì bác nào mà đi tay thẳng ấy, các bác muốn nhu cầu thay ghi đông thì các bác có thể sử dụng sang cái mã ghi đông tay thẳng này. Em sẽ đo chiều dài của nó nhá. Chiều dài của cái ghi đông này sẽ là, đây em sẽ đo cho các bác, nó sẽ là 72 các bác nhé. Chiều dài của cái ghi đông này sẽ là 72 này, 72 phân.
Đấy, và cái chiều ở tâm nó, cái chiều vòng tròn ở tâm nó là 31.8 các bác nhé. Rất là nhẹ luôn, làm hoàn toàn trực tiếp bằng carbon, siêu nhẹ luôn, rất là nhẹ. Dần dần thì tất cả các bác đều chuyển qua dùng những cái mã ghi đông carbon rồi, để nó giảm trọng lượng này, giảm nhẹ, các bác đi được nhanh hơn này. Cầm trọng lượng của xe thì nó sẽ nhẹ hơn, thì các bác sẽ đi được nhanh hơn, rất là đẹp. Và đặc biệt là khi mà các bác lắp lên xe thì nó rất là đẹp nhá. Thì các bác lên giúp em là mã ghi đông tay thẳng số 1, em gửi tới các bác là 580.000. Tiếp theo một cái mã ghi đông tay thẳng tiếp theo, nó là một cái mã ghi đông liền bô tăng các bác nhé. Ghi đông tay thẳng liền bô tăng này, đấy, liền bô tăng. Con này thì cái cổ vòng tròn của nó cũng là 31.8 các bác nhé, 31.8 này. Đấy, và cái chiều dài của cái cổ bô tăng này là 70 mm, tức là 7 phân các bác nhé, 7 phân. Đấy, rất là đẹp luôn. Nói chung là các bác lắp cái con xe này lên thì lắp cái ghi đông này lên thì nó rất là đẳng cấp các bạn, nó rất là đẳng cấp. Chữ là chữ vàng nhá, sơn là sơn nhám, nhìn rất là sang luôn. Đấy, các bác tay thẳng mà các bác muốn lên đời thì các bác lên giúp em là cái mã ghi đông này đi, nó rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Lắp lên xe thì các bác rất là đẹp luôn nhá. Và em sẽ đo chiều dài của cái ghi đông này cho các bác này. Chiều dài từ tâm nọ đến tâm kia nhá các bác nhá. Từ tâm nọ đến tâm kia em sẽ đo cho các bác. Chiều dài của nó là khoảng là 73 các bác nhá. Chiều dài của nó là 73 phân này. Đấy. Và cái cổ bô tăng của nó là 70 mm, tức là 7 phân. Rất là đẹp luôn. Chữ màu vàng nhé, đến từ thương hiệu Giáp Pha. Hàng chuẩn xịn cho các bác luôn. Đấy, sơn nhám, nói chung là hàng không có một cái vết xước gì gửi tới các bác luôn, rất là đẹp nhá. Rất là nhiều bác đã đặt hàng cái ghi đông này bên em rồi, nó rất là nhẹ luôn này các bác này, rất là nhẹ, nói chung là rất là đẹp, rất là nhẹ, rất là đẹp luôn. Thì các bác lên giúp em là mã ghi đông tay thẳng số 2. Mã ghi đông tay thẳng số 2 em gửi tới các bác giá là 1.800.000 nhá, 1.800.000 một cái mã ghi đông tay thẳng số 2 này. Nguyên siêu nguyên hộp gửi tới cho các bác luôn. Các bác lắp lên xe thì nó tôn cái xe của các bác lên phải 10 phần. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác một cái mã ghi đông tay cong, nó là thuộc đến từ thương hiệu của Jeep nhá, ghi đông tay cong của Jeep này các bác này. Đấy, đầu tiên sẽ là mã sơn mờ, nói chung là các bác cứ lấy cho em cái mã sơn mờ này, nhìn nó rất là sang. Nó đến từ thương hiệu Jeep của Mỹ và hàng này được sản xuất trực tiếp tại Made in Taiwan các bác nhé, Made in Đài Loan. Con này thì chiều rộng từ tâm nọ này, đến tâm kia, chiều dài từ tâm nọ đến tâm kia là 42 nhá, con này là 42. Và vòng tròn của cổ bô tăng của nó là 31.8 và nó được thiết kế theo kiểu dây âm sườn này, dây phanh này. Đấy, dây phanh âm vào bên trong luôn. Các bác nào mà lắp dây phanh, dây đè âm vào bên trong nhá. Và hàng rất là chất lượng luôn. Các bác cầm nắm cho em như này. Hàng rất là chất lượng luôn, không hề có một cái vết xước nào nhá. Các bác nhé, không hề có một vết xước nào. Và cái sơn nhám này rất là sang này, rất là sang, rất là đẹp luôn. Cái này thì hàng ở hãng chính hãng của nó luôn và được sản xuất trực tiếp tại Made in Taiwan. Rất là đẹp, các bác lắp lên xe thì rất là sang luôn. Cái này thì ví dụ các bác nào mà muốn thay đổi ghi đông thì các bác alo cho em nhé. Các bác dùng ghi đông Jeep, bô tăng Jeep thì phải nói là nó quá là chất lượng luôn, rất là chất lượng. Và các bác cứ lấy cho em cái màu nhám này này, màu nhám này đẹp lắm luôn. Các bác, màu nám này đẹp, rất là đẹp luôn. Các bác nhìn bên ngoài thì nó rất là đẹp, không hề có một vết xước, vết chầy nào gửi tới cho các bác nhé. Và đặc biệt là nó rất là nhẹ các bác, chỉ khoảng mấy lạng thôi, vài lạng thôi, rất là ok này. Các bác cầm cho em cái ghi đông này, lắp lên xe nó rất là đẹp nhé. Và cái bình thường thì hầu như là các bác đều sử dụng là size 42, size 42 hết. Thì ngoài ra em có size 40, size 38 đều có nhá các bác nhá. Nhưng mà ví dụ mấy cái mã mà không thông dụng, mấy cái size mà không thông dụng thì các bác đợi cho em khoảng vài hôm là hàng nó sẽ về. Cái này thì em đang sẵn size 42 các bác nhá, tại vì là chủ yếu các bác là sử dụng size 42 thôi. Đấy, rất là đẹp luôn. Nói chung là các bác rất là đẹp. Thì các bác lên giúp em là mã ghi đông tay cong đến từ thương hiệu của Jeep, hàng của Mỹ này nhá. Thì em gửi tới các bác giá là 1 triệu một chiếc, 1 triệu một cái ghi đông tay cong, hàng của Mỹ, chính hãng của Jeep này nhá. Ngoài ra thì đây là mã sơn mờ các bác nhá, đây là mã sơn mờ này. Em có cả cái mã sơn bóng này các bác nhá. Bác nào mà thích cái sơn bóng này thì các bác có thể sử dụng sang cái mã sơn bóng. Nó cũng là hàng đến từ thương hiệu Jeep và được sản xuất trực tiếp tại Made in Taiwan. Cái tâm của nó sẽ là 31.8 các bác nhé, 31.8. Và con này thì cái bóng này thì tâm từ tâm nọ đến tâm kia thì
cái bóng này thì hình như là nó bé hơn các bạn. Cái size này hình như là size 40 giấy đấy. Hôm nọ em trước là em đặt cái size 40. Đây em sẽ cho các bác xem nhé. Từ tâm bên nọ này, tâm bên nọ đến tâm bên kia. Con này là 38 các bạn. Tâm bên nọ, tâm bên kia, con này là 38. Con này là size nhỏ này, size 38 các bác nhé. Size 38. Con này thì ví dụ bác nào mà thích nhỏ mà không thích với này thì các bác có thể lấy cái này. Con này thì em cũng có sẵn là size 42. Cái loại bóng này thì khi mà các bác nhìn đấy, các bác nhìn nhá, ví dụ sang cái bên này thì nó đang xám này, các bác bóng lên, ngửa lên là nó hết chứ không phải là nó xước đâu các bác nhá, không hề có một vết xước nào cả. Nhưng mà ý là khi mà tùy cái góc độ nhìn của các bác, góc độ nhìn bên này thì nó là hơi xám xám này. Đấy, và các bác nhìn bên này thì nó lại hết đấy, tùy vào cái góc độ của các bác nhìn chứ không phải là xước nhá. Nhìn thì các bác cứ tưởng là xước nhưng mà không hề phải đâu. Mà cái ghi đông này rất là đẹp luôn các bác. Bác nào mà muốn thay đổi cái mã ghi đông này thì alo cho em, hoàn toàn bằng chất liệu carbon siêu nhẹ cho các bác luôn, hàng rất là đẹp và trọng tải lên tới những 500 cân cơ, nên là các bác yên tâm nhá, yên tâm về cái chất lượng, về cái độ cứng của carbon mà hàng rất là nhẹ luôn. Thì một cái mã ghi đông cong này em gửi tới các bác giá là 1 triệu nhá, 1 triệu một cái mã ghi đông cong, hàng đến từ thương hiệu Zip của Mỹ này nhá các bác nhé, 1 triệu. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho các bác một cái mã tay nắm da, hàng chuyên dụng cho xe đạp đến từ thương hiệu Rocker Road nhá. Con này thì nó là hàng tuyển chọn rồi và nó là hàng chính hãng các bác nhé, hàng chính hãng. Em sẽ mở siêu hộp ra cho các bác xem, rất là nhiều các bác đã hỏi luôn. Con này thì đầy đủ cả đầu bệt này và da rất là êm luôn. Cái mùa khi mà các bác dùng tay nắm da thì nó rất là đẹp các bác nhé. Đây, đầy đủ đầu bệt cho các bác này. Đầu bệt của nó cũng đến từ thương hiệu Rocker Road luôn các bác nhé, Rocker Road. Và đặc biệt là cái này là nó có cái hơi thổi này các bác này, các bác để ý cho em nhé, cái hơi thổi, nên là khi mà các bác, em sẽ xin phép là em nhấc cái này ra, không còn sợ nó rơi mất đấy. Đặc biệt là nó có cái hơi thổi nhá, và hoàn toàn làm bằng chất liệu da này, khâu da cho các bác rất là tỉ mỉ luôn, và hàng chính hãng với hàng nhái là các bác nhìn phát biết luôn, nhìn nó rất là khôn, nhìn cái tay nắm này nó rất là khôn nhá các bác nhá. Các bác để ý em nghiêng này cho các bác xem, nó có cái độ lồi hơi thổi cho các bác này, nên là khi mà các bác cầm cái, nó thiết kế là khi mà các bác cầm vào cái lòng bàn tay nó đúng vào cái chỗ thổi luôn, nên là rất là êm luôn, rất là êm luôn, không hề có cái độ mỏi nhá. Và cái tay nắm da này thì nắm rất là thích này, tâm rất là thích luôn, rất là êm. Và mùa đông thì các bác dùng tay nắm da này thì ấm này, mùa hè thì mát nhá các bác nhá, tay nắm da. Và nó không thấm mồ hôi các bạn, không thấm mồ hôi, không gây hôi này, không gây hôi cho cái bọc cái tay nắm của các bác, rất là tiện lợi luôn. Và một cái mã tay nắm da này thì em xin gửi tới các bác giá là 250.000 nhá, 250.000 một bộ tay nắm da như này nhá, hai bên cho các bác rất là đẹp luôn, siêu êm cho các bác. Hàng các bác cầm, các bác nhận hàng, các bác cầm hàng, các bác gửi cho em, các bác cầm hàng và các bác cảm nhận được rất là tốt luôn, rất là đẹp luôn nhá. Thì các bác lên giúp em là mã tay nắm da của Rocker Road này, em gửi tới các bác giá là 250.000 một bộ, hai chiếc nguyên siêu nguyên hộp gửi tới cho các bác luôn, rất là đẹp luôn nhá, 250.000 thôi ạ. Tiếp theo về phụ kiện xe đạp thì em xin giới thiệu cho các bác là về những cái mã đèn trước và đèn sau nhá. Nói chung là đạp xe thì các bác không nên thiếu những cái mã đèn trước hay đèn sau. Đèn trước thì để các bác soi sáng, còn đèn sau là dùng để cảnh báo các bác nhé. Nếu mà các bác đi xe đạp mà người đằng sau mà không thấy, không có cái đèn sau thì rất là nguy hiểm luôn. Những cái ô tô hay là xe máy đều không thấy, mà các bác đạp xe thì người ta không thấy thì chẳng may người ta va vào mình thì lúc đấy là rất là nguy hiểm. Nên là các bác nên sắm đầy đủ bộ combo đèn trước đèn sau giúp em nhé. Đầu tiên thì em lên cho các bác là một cái mã đèn trước có còi này. Con này nó là HG062. Cái đèn này thì nó cũng rất là sáng các bạn. Nó có cái dây bắt này, giá bắt đi theo đèn luôn nhá các bác nhá, nó có cái giá bắt cao su đi theo đèn. Cái này thì các bác bắt vào đây, bắt vào ghi đông các bác nối lại cho em. Và có một cái dây sạc để các bác sạc đèn. Và một cái đèn, một cái đề mốt để các bác bấm còi, bấm chuông nhá. Con này thì nó cũng rất là sáng các bạn, nó rất là sáng, pha sáng của nó rất là ok. Con này có công suất của nó sáng là 330 lumen nhé. Nó có chế độ sáng vừa này, sáng nháy này, sáng mạnh này, đấy, 3-4 chế độ gì đấy. Và nếu mà các bác đi với cái đường ở trong làng thôi, không cần sáng quá, không cần, chỉ cần đủ đi thì các bác có thể lấy cho em cái đèn này.
Cái đèn này thì nó có còi nhá các bác nhá. Đây, khi mà bấm sáng thì các bác có thể bấm đèn mốt ở trên đây để điều chỉnh này, sáng vừa này, sáng nháy này, sáng mạnh này, đấy, để các bác điều chỉnh nhá. Và có còi, đấy, có còi cho các bác luôn. Đấy, có còi và nó có 7 chế độ còi. Khi mà các bác muốn thay đổi tiếng còi là các bác nhấn giữ nút còi cho em để là nó thay đổi. Khi mà thay đổi được thì các bác bỏ tay ra nhá. Và một cái đèn còi này thì em lên giá cho các bác giá rất là rẻ luôn. Bình thường thì chi phí vận chuyển nó cũng đang tăng lên rồi. Và cái đèn này thì đáng nghĩa ra là đã tăng giá rồi. Nhưng mà hiện tại thì bên shop em vẫn giữ nguyên giá cũ cho các bác là 200.000 một cái đèn nhá. Và nó có giải cái dọc ánh sáng ở xung hai bên này. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp và rất là sáng. Nói chung là vừa đèn vừa còi. Gửi tới các bác giá là 200k. Các bác nhá, đầy đủ dây sạc cho các bác. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái mã đèn hai bóng hàng của Đài Loan xuất Nhật các bác nhé. Mã đèn hai bóng hàng của Đài Loan xuất Nhật, nó có hai pha, công suất lớn nhất của nó là 1.000 lumen đấy các bạn, mắc của nó sẽ là 1.000 lumen nhé. Con này thì nó có hai pha, em sẽ bóc ra, bóc siêu ra cho các bác xem nhé. Các bác đợi em tí, em sẽ bóc siêu cái đèn này ra để cho các bác xem. Con này thì nó có hai pha, nó cũng rất là sáng, nhưng mà cái đèn này thì các bác chỉ dùng được với ghi đông tròn thôi. Còn ghi đông dẹp là các bác không dùng được nhé. Ghi đông dẹp thì cái giá bắt của nó là không dùng được các bác. Em sẽ bóc siêu cái này cho bác xem nhé. Đây các bác đợi em tí. Cái hộp mới này là khi mà bóc nó hơi khó. Đây, cái tiếp theo là mã tiếp theo này. Cái đèn này là đèn hai mắt và các bác chỉ dùng được ghi đông tròn thôi. Nó có hai pha cho các bác nhé. Công suất lớn nhất của nó cũng là lên đến 1.000 lumen. Đây, khi mà bật này, nói chung là nó rất là sáng, hai pha của nó sáng lắm. Đến từ thương hiệu West Viking, con này sáng cực kỳ. Nó cũng có chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này, sáng nháy này. Và chế độ nháy nhanh, nháy chậm này. Đấy, tắt đi. Khi bật thì các bác bật ở cái nút tròn này cho em nhé. Ấn vào cái nút tròn là nó lên. Đấy, pha sáng của nó rất là rộng này, rất là rộng luôn. Cái đèn này thì các bác có thể lấy cho em cái đèn này cũng được. Vừa tiền mà giá lại cũng rất là hợp lý. Con này thì các bác lên giúp em là đèn hai bóng nhá, đèn hai bóng 350, các bác lên giá tiền cho em luôn. Các bác lên giúp em là đèn hai bóng 350.000 các bác nhá. Con này thì em gửi từ các bác giá là 350. Tiếp theo thì em lên cho các bác cũng là một cái đèn một pha, đèn một pha đến từ thương hiệu Gatigon. Con này nó cũng là hàng Đài Loan Trung Quốc các bác nhá. Nó có công suất của nó là 550 lumen. Và hai cái dọc ở bên đây, hai cái dọc bên ngoài đây. Và giá bắt của nó, con này thì ưu điểm của nó là nó các bác có thể bắt ở ghi đông hoặc là bắt ở cái dưới đồng hồ. Nó có một cái giá bắt như thế này để cho các bác treo ở dưới đồng hồ được nhá. Đấy, cái giá treo như thế này để các bác bắt ở dưới đồng hồ đều được này. Đấy, thì con này thì nó vừa nhỏ gọn này, vừa cũng sáng. Đây em sẽ bật cho các bác xem nhá. Nó khi bật này, sáng này, sáng mạnh này. Con này thì pha của nó cũng rất là sáng, sáng yếu này, sáng nếu mà nháy thì các bác nhấn giữ cho em là nó nháy nhá. Đấy, nhấn giữ là nó nháy. Con này thì siêu bền luôn các bác, vỏ nhôm bên ngoài chống nước, chống nước, chống nắng, chống mưa, siêu bền mà giá lại rất là rẻ luôn. Con này thì đáng nhẽ là cũng phải tăng giá nhưng mà hiện tại thì shop em vẫn giữ nguyên giá nhé. Thì em gửi tới các bác một con đèn 550 lumen. Các bác lên giúp em là đèn 550 lumen. Em gửi tới các bác giá là 350.000 các bác nhé. 350.000 một cái đèn 550 lumen. Các bác lên mã giúp em là đèn 550 lumen giá là 350.000. Cái đèn này thì các bác có thể treo ở dưới đồng hồ. Và nó cũng có đầy đủ dây sạc cho các bác nhé. Cái đèn này siêu bền luôn. Nhà em dùng khoảng 4-5 năm rồi chưa hại phải thay. Tiếp theo thì em lên cho các bác là một cái mã đèn của Nhật. Mã đèn của Nhật nhé các bác nhé. Đến từ thương hiệu Giho của Nhật này, Made in Japan. Con này thì nó có hai pha, pha trên và pha dưới. Con này thì công suất của nó cũng là 1.200 lumen. Các bác nhé, 1.200 lumen. Hiện tại thì cái đèn này như kiểu nó đang yếu pin các bạn. Nó có pha trên này, pha trên là khi mà các bác dọn bật pha trên là nó giống như kiểu đèn pha xe máy ấy, là cái người đối diện của các bác nhìn rất là chói. Còn cái pha dưới là nó cắm xuống đất, nó cắm xuống đất nên là các bác đi pha người đối diện nó không bị chói. Còn các bác có thể bật hai đèn cùng một lúc thì nó rất là sáng nhé, siêu sáng luôn. Cái đèn này nói chung là rất là sáng. Con đèn của Nhật này 1.000 lumen này thì em gửi tới các bác giá là 620.000. Con này thì nó rất là sáng, em có video test cho các bác luôn đấy. 620.000 siêu sáng luôn các bác nhé. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái con đèn siêu khủng bố luôn, siêu khủng bố.
các bác nhá, đến từ thương hiệu Naples, hàng của Nhật, made in Japan. Con này thì công suất của nó là 10.000 lumen. 10.000 lumen tương đương với 17 bóng ở đây, 17 bóng nhá các bác nhá. Và nó chuyên dành cho đạp xe này. Cái đèn này thì các bác có thể bắt ở ghi đông tròn hoặc là ở phía dưới đều được hết. Cái đèn này thì các bác có thể soi rọi cho cả một cái đoàn luôn. Nói chung là công suất của nó thì siêu khủng rồi. Và cái đầu sạc của nó là chân sạc Type-C, chân sạc Type-C. Và nó cũng tặng kèm cho các bác một cái cổng cổng sạc ra. Khi mà các bác ví dụ muốn sạc cái đèn khác của các bác hết pin thì các bác có thể cắm cái giác này vào và các bác cắm cái dây sạc để sạc cái đèn còn lại. Ví dụ cái đèn của các bác hết pin thì các bác có thể sạc nhé. Và cái đèn này thì cái dung lượng pin của nó là 10 MHz, 10.000 MHz, rất là trâu bò luôn. Con này thì phải nói là nó rất là sáng nhá. Nó có hiển cái đồng hồ LED ở trên đây này. Ví dụ các bác bật với cái chế độ sáng như này thì nó còn 6 giờ 46 phút. Các bác bật với cái chế độ sáng hơn là còn 6 giờ 18 phút. Các bác bật với cái chế độ sáng nhất đây này, đấy là nó còn 4 giờ 3 phút. Các bác nhìn thấy không, nó vừa sáng nhá mà nó vừa dài vừa rộng luôn. Nó vừa sáng mà cái chiều dài pha của nó rất là rộng, các bác nhìn thấy không, nó chói luôn và cái ánh sáng nó rọi vào tay em cứ nóng luôn mà các bác ạ. Rất là sáng luôn. Con đèn này thì các bác có thể đi đằng sau và chiếu rọi cho cả một đoàn luôn. Và các bác cần một cái đèn sáng để đạp xe trời tối ban đêm hay là trời sáng sớm thì các bác có thể chốt con đèn này cho em. 10.000 lumen các bác nhé. 10.000 lumen thì nó quá là sáng luôn rồi. Nó rất là sáng luôn thì các bác có thể lấy cho em cái đèn này. Và cái đèn này vỏ ngoài của nó đều là bằng hợp kim nhôm, chống nắng, chống mưa cho các bác nhé. Và cái đèn của công suất của nó rất là lớn, nên là khi các bác bật với cái công suất lớn nhất và đi với cái thời gian lâu thì tất nhiên là đèn nó cũng phải nóng rồi. Và cái đèn kể cả như cái đèn mà công suất yếu như này mà các bác có thể có bật khoảng cái thời gian đi khoảng 1 tiếng là nó đã nóng rồi. Nó đã nóng cái nhôm lên rồi. Và không vấn đề gì các bác nhá. Đèn mà, đèn sáng, kể cả cái bóng điện của các bác bật ở nhà như thế, bật một thời gian là nó sẽ nóng lên, nhiệt độ của nó cao lên là nó sẽ nóng lên. Thì cái đèn này là 10.000 lumen với 17 bóng pha sáng, phải sáng nhất hiện nay luôn. Con này thì nó rất là kinh khủng khiếp nhá, sáng kinh khủng khiếp luôn. Thì con này em lên cho các bác giá là 1.200.000 nhá. Các bác nhá, 1.200.000 một cái con đèn này. Tiếp theo thì em xin lên cho các bác là những cái mã đèn hậu này. Đầu tiên thì em lên cho các bác một cái mã đèn hậu Q1 các bác nhé. Q1 đến từ thương hiệu Roborot. Con này nó là hàng chính hãng nhé các bác nhé, hàng chính hãng và rất là bền luôn. Cái này thì ưu điểm của nó là các bác dùng sạc đầy, các bác sạc đầy cho em thì các bác dùng trong khoảng một tháng mới hết pin các bạn, một tháng mới biết hết pin. Và nó có hai cái đế, một cái đế để các bác bắt ở dưới cột yên, đây là cái đế để các bác bắt ở dưới cột yên nhé, và một cái đế để các bác treo ở dưới yên như này luôn này. Đấy, đây em sẽ bật cho các bác xem cái con đèn này thì rất là đẹp luôn. Đây là ánh sáng nháy này, nháy nhanh này, 7 màu này, đấy, nháy chậm này, nháy chậm 7 màu các bác nhé. Và 4 cái chấm này là biểu hiện của cái pin nhá. Khi nào hết một vạch là hết pin, hết 1/4 pin rồi các bác nhé. Đấy, 7 màu xanh, đỏ, tím, vàng. Tiếp theo là đây là cái chế độ nháy để cảnh báo thôi, chế độ tiết kiệm pin. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì cái đèn này thì em lên cho các bác giá là 200.000. Các bác lên giúp em là mã đèn Q1. Em lên cho các bác giá là 200.000 các bác nhé. Hàng chính hãng thì các bác dùng 1 tháng mới hết pin, rất là bền luôn. Đấy, chống mưa chống nắng 1 tháng mới hết pin luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái mã đèn hậu cao cấp hơn, đó là đèn hậu cảm biến. Đèn hậu cảm biến này là khi mà các bác phanh gấp là đèn nó sẽ sáng rực lên. Các bác hình dung ra giống cái đèn xe máy ấy. Cái đèn xe máy của các bác khi mà các bác phanh gấp là cái đèn phía sau, đèn hậu phía sau nó sáng rực lên, thì cái đèn này cũng thế. Khi mà xe đạp của các bác phanh gấp là đèn nó sẽ sáng rực lên. Và các bác khi mà các bác dừng nghỉ chân khoảng 9 giây đến 10 giây là đèn sẽ tự động tắt. Và các bác đi hoạt động trở lại là đèn lại sáng lại nhé. Thì khi nào mà các bác không dùng nữa thì các bác nên tắt giúp em để, tại vì tránh cái trường hợp là khi mà trẻ nhỏ hay là có ai động vào xe các bác thì nó lại sáng lên thì gây tốn pin các bác nhé. Đây thì cái đèn này em xin bật lên cho các bác này. Đây, và cái đèn Q3 này thì ánh sáng của nó nét hơn cái đèn Q1, các bác có cảm thấy thế không ạ? Em thì em thấy nó nét hơn, ánh sáng nó nét hơn. Đây, đây là ánh sáng màu đỏ này. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác treo dưới yên rất là đẹp nhé. Đây, ánh sáng nháy nhanh này.
Đây là chế độ đứng yên. Chế độ đứng yên khi mà các bác phanh phanh một cái là đèn nó sẽ sáng rực lên. Đấy các bác hình nhìn thấy chưa? Đấy, sẽ sáng rực lên như thế. Và cái đèn này nó rất là bền. Các bác dùng 1 tháng mới phải sạc một lần các bác nhé. Các bác dùng 1 tháng các bác mới phải sạc một lần. Và nó cũng có đầy đủ dây sạc này. Khi sạc thì các bác xoay ra. Đây là cái đế sạc đây. Đấy. Khi mà sạc thì các bác xoay như thế. Và nó cũng có đầy đủ phụ kiện để cho các bác lắp ở dưới yên hoặc dưới cột yên được nhá. Đấy, thương hiệu đến từ thương hiệu Robot này. Thì các bác nên giúp em là mã đèn hậu Q3. Em xin gửi tới cho các bác giá là 300k các bác nhá, 300k. Tiếp theo về phụ kiện xe hôm nay thì em xin giới thiệu cho các bác đến những cho các bác là những cái mã bidan đạp xe nhá. Hàng rất là chất lượng luôn. Và đều là hàng xuất Nhật hết các bác nhá. Đầu tiên thì em xin lên cho các bác một cái bidan nhôm trắng này. Bidan này bidan nhôm trắng phản quang nhé các bác nhé, có phản quang cho các bác. Cái này thì nó là bidan nhôm trắng hàng Nhật bãi các bác, hàng Nhật bãi nhé. Thì cái này thì em gửi tới cho các bác giá là 160.000 một cặp bidan nhôm trắng như này. Các bác lên giúp em là mã số 1, bidan mã số 1 gửi tới các bác là 160.000 nhé các bác nhé. Tiếp theo là đến mã số 2 này. Mã số 2 nó là mã bidan nhôm màu đen đến từ thương hiệu Greenay. Con này thì nó màu đen, nó có những cái đinh bắt giày ở đây nhé các bác nhé, có những cái đinh bắt giày vào đây. Và đặc biệt là chạy bằng bi bạc đạn hết nhé các bác nhé, con này chạy bằng bi bạc đạt hết. Thì các bác lên giúp em là mã số 2 này. Mã số 2 này thì chuyên dành cho xe tay đua, xe rát. Thì em gửi tới các bác giá là 350.000 một đôi nhé. Mã số 2, 350.000 đến từ thương hiệu Greenay, màu đen. Nó có những cái đinh bắt giày đây này, để cho các bác đi giày đỡ không bị trơn chuột. Và đặc biệt là đều là hàng chạy bạc đạn nên là rất là trớn nhé, rất là trớn luôn. Và em các bác lên giúp em là mã bidan mã số 2. Mã số 2 này thì em gửi tới các bác giá là 350.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái dòng bidan cao cấp hơn. Nó là bằng trục carbon nhá các bác nhé, trục carbon này. Trục carbon và nó chạy bằng một bạc đạn và ba vòng bi, rất là trớn luôn các bác nhé, một bạc đạn và ba vòng bi. Thì các bác lên giúp em là mã bidan số 3. Mã bidan số 3 này là nó có bằng trục carbon, nó rất là nhẹ luôn. Nó có bằng trục carbon nên là khi mà các bác trọng lượng của carbon thì nó rất là nhẹ nhá, nên là nó đã giảm cái trọng lượng của cái bidan xuống rồi. Và ở trên đây cũng đều có những cái đinh bắt để cho các bác đạp xe là bắt giày nó không bị trớn này. Và các bác đạp với cái cường độ lớn thì nó rất là ok, nó không gây ra nguy hiểm. Thì cái mã bidan mã số 3 này thì về được màu bạc nhá. Màu bạc, màu titan, màu bạc này. Đây là bidan bạc và chạy bằng một bị bạc đạn 3 vòng bi, rất là trớn cho các bác luôn. Con này thì rất là đẹp các bác. Đấy, bên có bên trái và bên phải này. Thì cái này các bác lên giúp em là bidan mã số 3, mã số 3 nhé. Em gửi tới các bác giá là 500k một bộ như thế này. 500k một bộ. Tiếp theo thì em lên cho các bác là một cái mã bidan đầy sắc màu luôn, rất là đẹp luôn. Đầu tiên sẽ là màu vảy sơn đỏ đi. Vảy sơn đỏ này thì các bác lên giúp em là mã số 4 nhé. Trục của nó đều là trục carbon nhưng mà nó to hơn một chút, nó to hơn cái mã số 3 vừa rồi. Trục carbon của nó to này nên là bạc đạn cái bi, vòng bi của nó sẽ to hơn các bác nhé. Và nó được vảy sơn màu đỏ, vảy sơn màu đỏ, đinh màu đỏ luôn. Nói chung là cái xe này thì cái bidan này màu sắc rất là lạ luôn, rất là đẹp, không ở đâu có luôn các bác nhé. Màu sắc nói chung là vảy sơn đỏ này, đẹp chưa các bác nhìn thấy không, quá là chất lượng luôn, rất là đẹp. Và nó cũng chạy bằng bạc đạn 3 vòng bi nhé, rất là trớn luôn các bác. Bạc đạn 3 vòng bi và đều có những cái đinh bắt giày để khi mà các bác là cái giày đây này, cái giày đạp xe đây các bác để ý nhé, nó có những cái lỗ đây để khi mà các bác đạp xe này đấy, đạp cái những đạp lên cái bidan này là nó sẽ bắt cái những cái đinh chốt này để khi mà các bác đạp là nó không bị trượt, nó không bị trọi chân. Đấy, đều có thiết kế của đạp xe hết nhé. Thì các bác lên giúp em là mã bidan mã số 4 này. Mã số 4 này thì em gửi tới các bác giá là 550.000 các bác nhé. 550.000 bidan trục carbon vảy sơn màu đỏ mã số 4 các bác nhé. Tiếp theo là đến mã số 5. Mã số 5 thì nó là vảy sơn màu xanh. Cái con này thì số lượng em còn ít á, số lượng chắc em chỉ còn 2 bộ thôi. 2 bộ thôi là bidan mã số 5 vảy sơn màu xanh. Nói chung là rất là đẹp luôn. Quá là đẹp luôn, chất lượng màu sắc rất là lạ luôn. Cái này thì các bác lắp lên những cái xe carbon hay là xe Twitter hay là xe check đều rất là đẹp nhé. Và trục của nó là trục carbon, trục carbon 3 vòng bi siêu lớn luôn, 3 vòng bi lớn luôn. Và đặc biệt là rất là trớn luôn này, các bác này, trớn luôn nhé, quá là đẹp luôn. Thì các bác lên giúp em là mã bidan số 5,
bi đa số 5 thì em cũng gửi tới các bác, giá là 550.000 nhá, 550.000 một cái mã bi đa. Nói chung là khi mà các bác mua xe rồi thì những cái đồ phụ tùng này lắp lên xe mà các bác tìm thấy những cái hàng đẹp như này thì rất là hiếm đấy. Thì khi mà các bác nào mà muốn thay bi đan này, muốn thay bi đan hay là muốn thay đổi một cái diện mạo khác cho cái xe của mình thì các bác có thể lựa chọn những cái mã bi đan em mới về đây nhá, rất là đẹp luôn. Thì các bác lên giúp em là mã bi đan số 5 vẩy sơn màu xanh, em gửi tới các bác giá là 550.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái mã bi đan một số 6. Con này thì nó độc lạ là xanh, hồng, tím là phối màu với nhau luôn, mất mấy màu sắc luôn này. Con này thì rất là đẹp. Nói chung con này thì em chỉ còn một bộ duy nhất thôi. Con này em chỉ còn một bộ duy nhất, đó là bi đan màu hồng, màu xanh này, lẫn lộn luôn. Nói chung là rất là đẹp. Con này thì các bác lắp lên xe rất là ok, màu sắc rất là lạ nhá. Đấy thì con này rất là đẹp luôn. Bi đan của nó cũng là bạc đạn 3 vòng bi, trục carbon siêu lớn luôn nhá. Siêu trớn luôn này các bác này. Đấy, siêu trớn luôn. Nói chung là những cái, và những cái gen này thì đều là vừa hết với tất cả các loại khớp nhá, loại đồi đĩa của xe. Con này thì các bác lên giúp em là mã bi đan số 6. Mã bi đan số 6 em gửi tới các bác giá cũng là 550 nhá. 550 các bạn. Hàng rất là đẹp luôn, màu sắc thì rất là lạ, rất là độc, rất là hiếm luôn đấy. Và trục carbon nhá, trục carbon. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho các bác là mã bi đan số 7 này. Mã bi đan số 7 này thì em chỉ có một cái duy nhất, đến từ thương hiệu Rockbrot này, một đôi duy nhất thôi, và nó có màu đỏ nhá. Màu đỏ và nó không có những cái nan này, nó trơ trụi trần khung như này thôi, rất là đẹp. Con này thì em còn một cái duy nhất, em để rẻ cho các bác, giá là cũng là 550 nhá. 550 một cái bi đan Rockbrot này, hàng rất là đẹp. Phủ sơn nano rất là ok, đầy đủ các binh đinh chống trơn trượt cho các bác. Giá em gửi tới cho các bác giá là 550.000 các bác nhé. Giá thanh lý bình thường em đang bán 600. Theo thì em xin lên cho các bác là những cái mã bình nước nhé. Bình nước xe đạp này. Đấy, rất là nhiều các cái mã bình nước luôn. Thì đầu tiên thì em xin lên cho các bác là những cái mã bình rẻ trước nhé. Bình rẻ xong rồi đến bình đắt. Đấy, bình rẻ trước đi. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác một cái mã bình rẻ trước. Đây, mã đầu tiên các bác lên giúp em là mã bình rẻ này. Bình này là bình check nhá, bình check này, Discovy. Bình này thì nó có dung tích là khoảng 600ml các bạn, dung tích là khoảng 600ml. Có nắp đậy này, có nắp đậy nhá, có nắp đậy cho các bác. Đây em sẽ, đấy, có nắp đậy cho các bác, khi uống thì các bác rút lên, rút cái này lên, đấy. Rút lên để các bác uống, còn không thì các bác lại khóa lại cho em. Và cái bình này màu đỏ này thì các bác lên giúp em là 60.000 một bình nhá các bác nhé, 60.000 một bình. Cái này thì các bác đựng đồ uống nhựa, nước khoảng 60 độ thôi, 60 độ trở lên, à 60 độ trở về thôi các bác nhé. Bình check này các bác lên giúp em là bình check màu đỏ này, giá là 60.000. ngoài ra em có màu trắng nhá, màu trắng giá cũng là 60.000. thì các bác lên giúp em là bình check màu đỏ hoặc màu trắng, gửi từ các bác giá là 60.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác là một cái bình đến từ thương hiệu Rafa này, bình Rafa, bình chính hãng Rafa luôn các bác nhé. Em có màu xanh BNC và màu vàng, màu xanh BNC và màu vàng các bác nhé. Bình xanh, màu xanh BNC và màu vàng, con này nó là hàng của Đài Loan Trung Quốc nhưng mà nó là hàng chính hãng các bác nhé. Cầm chất nhựa của nó rất là sướng luôn, nhựa dẻo này, nhựa dẻo nhá. Cái bình này thì các bác có thể uống bằng một tay khi các bác đang đi xe đạp. Van rút lên cho các bác này, van khi mà các bác uống nước là các bác rút lên và bóp nước vào miệng thôi. Cái bình này thì khi mà các bác đang đạp xe, đang đua xe thì các bác có thể với và các bác tự uống, không cần dừng xe nhé. Tại vì chất da, chất nhựa của nó rất là mềm luôn. Bình Rafa, hàng chính hãng. Cái bình này thì em có hai màu, đó là màu vàng và màu xanh BNC các bác nhé. Đây, màu vàng và màu xanh BNC đây. Thì các bác lên giúp em là mã bình Rafa màu cộng với màu sóc thì em gửi cho các bác. Và một cái bình này thì em gửi tới các bác giá là 180.000 các bác nhé, 180.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái bình Zefa của Pháp này, made in France này, con này made in France. Nó là 100% là nhựa nguyên sinh và có chứng chỉ an toàn cho sức khỏe nhá. Có chứng chỉ an toàn sức khỏe. Con này thì các bác lên giúp em là bình Rafa. Bình Rafa thì em có màu đen với màu xanh. Màu đen với màu xanh này thì các bác lên giúp em là bình Rafa cộng với màu sắc thì cũng là 180.000 một bình nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái bình cao cấp hơn, đó là bình đến từ thương hiệu Mountain. Con bình này thì nó rất là đẹp, các bác lắp lên xe thì phải nói là nó rất là sang, rất là đẹp. Nó kiểu người lớn sang trọng, sang chảnh ấy các bác.
và bình của nó là màu trắng nhá, phủ nhám, nhựa phủ nhám, cầm lên rất là thích luôn. Nói chung là cầm nhận cái bình các bác cầm lên các bác đã thấy thích rồi. Con này thì nó có biểu tượng an toàn sức khỏe này các bác này, dùng chuyên dùng cho ăn uống và nó được sản xuất là bằng nhựa nguyên sinh. Nhựa nguyên sinh là chuyên dành sản xuất để sản xuất bình sữa ti cho chị em đấy. Đấy, rất là an toàn luôn. Và nó có núm đậy nhá, núm đậy vệ sinh miệng cho các bác này. Đấy. Và cái bình này thì có dung tích là 600ml và nhựa nguyên sinh an toàn sức khỏe. Con này thì nó màu trắng này, thương hiệu Molton, ba vạch rất là đẹp luôn nhá. Và có cả màu đen nữa. Thì các bác lên giúp em là bình Molton cộng với màu. Con này thì nó là hàng cao cấp rồi. Dần dần thì các bác đều hướng tới cái sự an toàn sức khỏe rồi, nên là các bác cứ sử dụng những cái bình đắt này cho em này. Bình này thì các bác lắp lên xe phải nói là nó rất là đẹp, rất là sang luôn. Thì các bác lên giúp em là mã bình Molton nhá, bình Molton. Thì em gửi tới các bác giá là 250.000 một bình, có hai màu cho các bác lựa chọn là màu trắng và màu đen, rất là đẹp luôn. Và có van khóa chống rò rỉ nhá, khi mà cũng không uống nước các bác khóa lại cho em. Đấy, các bác khóa van lại và không thì các bác xoay ra mở ra như thế này. Đấy, rất là xịn luôn. Và 250.000 một cái bình Molton như thế này nhá, bình Molton 250.000 các bác nhá. Cái sản phẩm về phụ kiện xe đạp thì hôm nay đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho các bác là những cái mã phanh nhá. Mã phanh này thì các bác chuyên lắp cho xe MTB này, xe MTB giá là 40.000 một cặp nhá, hai cặp bánh trước bánh sau là 80.000 này, rất là rẻ luôn. Ngoài ra thì em có mã phanh cho xe đua, hiện tại xe đua thì em đang hết hàng các bạn. Tiếp theo thì em lên cho các bác là một cái má phanh dành chuyên dành cho carbon đến từ Shimano này. Shimano chuyên dành cho vành carbon nhá. Nó có màu xanh. Đấy. Các bác nằm đi xe vành carbon thì các bác nên nên sắm xem cái vành cái má phanh như này các bác, để các bác lắp để khi mà các bác bóp phanh về vào vành carbon thì nó rất là tiếc. Nó hay tạo xước vành carbon rất là đáng tiếc luôn, nên là các bác chuyên đi vành carbon thì các bác nên lấy cho em cái má phanh chuyên dành cho carbon như này nhá, của Shimano Dure này. Đấy, carbon màu xanh các bác nhá. Cái này thì nó là bằng cục gôm má phanh chuyên dành cho carbon thì là 150.000 một đôi như thế này. Bánh trước bánh sau là 300.000 các bác nhé. Bánh trước bánh sau là 300.000 chuyên dành cho vành carbon. Đấy, vành những cái vành cao tiền thì các bác nên sắm cho em những cái má phanh như thế này để tránh cái trường hợp là xước này. Nếu mà khi mà nó xước rồi thì các bác bán đi nó rất là mất giá trị các bác nhé. Tiếp theo sau đây thì em lên cho các bác là những cái bộ dây cuốn nhá, dây cuốn xe đạp các bạn. Dây cuốn xe đạp này, đầu tiên thì em xin giới thiệu cho các bác là một cái bộ dây cuốn Bro đến từ của Shimano, hàng nguyên siêu nguyên hộp nhá. Hàng nguyên siêu nguyên hộp, nó là đến nó là hàng của Made in Taiwan này các bác này, Made in Taiwan. Và nó là hàng chính hãng của Shimano các bác nhé, chính hãng của Shimano luôn. Cái tay nắm này thì các bác nào mà sành dùng thì các bác đã biết rồi, nó rất là êm luôn các bác nhé. Nó rất êm và nó có cái dập cái chữ Pro nổi ở trên đây này. Đấy. Cái này thì em bán rất là cháy hàng. Nó có loại không có hộp, nhưng mà có loại không có hộp thì nhiều khi là mình cũng không xem, không biết được hàng thật hay hàng giả, nên là các bác cứ mua cho em hàng có hộp các bạn. Nó chắc chắn. Đây, đấy các bác nhìn cuốn này, cái cao su dính lên nó cũng rất là chất lượng nhá. Và đặc biệt là nó rất là êm, rất là dày này các bác này. Dày êm cực kỳ và bắt tay lắm, sướng lắm. Cái này thì các bác xe xịn hay là các bác nào mà thích êm ái thì các bác nên sắm cho em cái mã dây cuốn này nhá. Nó có đầy đủ cả núm luôn, đầy đủ cả cái núm cho vành luôn nhá. Cái đầu bệt ấy. Đây, đầu bệt Shimano. Đây. Đấy, đầy đủ luôn. Một cái mã dây cuốn của Shimano hàng nguyên siêu nguyên hộp này thì em gửi tới các bác giá là 580.000 một cặp nhé. Đảm bảo hàng chính hãng cho các bác luôn, nguyên siêu nguyên hộp này, hàng của Made in Taiwan của Shimano nhé các bác nhé. Made in Taiwan của Shimano này, các bác nhìn thấy không? Made in Taiwan của Shimano. Nói chung là hàng chính hãng các bác yên tâm đi. Đấy, hàng nguyên siêu nguyên hộp các bác. Đấy, đây này, tay nắm Pro, hàng nguyên siêu nguyên hộp, hàng chính hãng cho các bác. Tiếp theo thì em về, hôm nay em về được một cái bộ tay nắm của Spisolite các bác nhé. Dây cuốn của Spisolite. Nếu mà các bác nào mà thích Spisolite thì các bác có thể lấy sang cho em cái mã này. Con này thì dây cuốn của nó cũng là chất liệu bằng silicone. Các bạn có dập chữ Spisolite đây này. Em sẽ bóc siêu cho các bác xem nhé. Dây cuốn của nó là bằng silicone. Các bác cầm nó rất là bắt tay luôn. Các bác không lo bị
buộc tay đấy, khi mà các bác đi đường đua dài thì các bác ví dụ các bác tham gia cái giải đua lớn hay là giải đua nào mà giao lưu thôi thì các bác nên sắm cho em cái này để đi xe là nó không bị trơn trượt ra ngoài này. Cầm rất là sướng luôn, kéo lên cái đông, và đặc biệt nó là thương hiệu của CB Slide của Mỹ nhá, thì các bác an tâm về chất lượng rồi, hàng rất là chất lượng cho các bác này. Núm bịt cũng là đến từ CB Slide. Con này một cái bộ dây quấn CB Slide này thì em gửi tới các bác giá là 400.000 một bộ nhá, 400.000 một bộ này. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái đồng hồ cát AE của Nhật, đồng hồ cát AE của Nhật, hàng made in Japan nhé các bác nhé, hàng made in Japan này. Đấy, các bác nhìn thấy không, hàng chuẩn Nhật và hàng sách tay của Nhật luôn. Con này thì nó sẽ được nhập tại Osaka, Japan. Osaka, Japan các bác nhé. Con này thì khi mà đi thì các bác phải gắn cái chip từ ở trên vành xe này, chip cảm biến ở trên vành xe. Nó có rất là nhiều chế độ luôn, ví dụ như là về km nhé, về thời gian này, về tổng thời gian đi được, về quãng đường đi được này, vận tốc trung bình này, vận tốc lớn nhất này, hay là cái tổng cái quãng đường mà các bác đi được. Ô đô là giống như kiểu cái xe máy hay ô tô của các bác là đi quãng đường từ đầu lúc mua đến bây giờ là bao nhiêu quãng đường này, và km ở dưới màn hình của nó rất là to nhá, rất là to và mỏng luôn này, nắp rất là đẹp luôn. Con này thì hàng rất là bền, các bác cũng không cần phải sạc, các bác chỉ cần dùng cái cảm biến đấy để các bác lắp vào vành, thì các bác lắp khoảng 1 năm hay là hơn 1 năm thì các bác mới phải thay pin, rất là bền luôn. Nói chung hàng của Nhật thì rất là ok. Con này thì nếu mà các bác không biết cài đặt thì các bác có thể bảo em để em cài đặt trước và gửi tới cho các bác nhé. Đây, nó có đầy đủ các cái hướng dẫn lắp đây. Và con này thì các bác phải cài đặt theo cái kích cỡ vành của các bác. Đấy, kích cỡ lốp này, kích cỡ lốp. Ví dụ các bác đang đi lốp 700x23C thì các bác phải cài đặt sang 2096. Đấy, khi mà ví dụ như là khi mà các bác reset lại, các bác cài đặt nhé. Đây, em sẽ hướng dẫn các bác này. Đấy, ví dụ nó đang là 2105. Cái số này nó đang là 2105 thì nó dành cho vành đây nhá các bác nhá, 2105 thì nó sẽ dành cho vành 700x25C. Ví dụ các bác nào mà đi 723C thì các bác phải cài đặt sang 2096. Thì em sẽ hướng dẫn chi tiết các cách mà các bác cài đặt nhé. Đây, tất cả các bước lắp này, bước 1, bước 2, bước 3 đều rất là chi tiết luôn. Nếu mà các bác nào mà lớn tuổi hoặc là các bác không muốn làm hay là hướng dẫn thì các bác về chỉ cần việc dùng luôn thì các bác alo cho em. Em chỉ cần biết là cái kích cỡ vành của các bác là em sẽ cài đặt cho các bác luôn nhé. Và một cái đồng hồ của Nhật như thế này em gửi tới các bác có đầy đủ thông số cho các bác luôn, về km, thời gian các thứ đều rất là ngon, rõ ràng, chữ nghĩa sắc nét như này, thì em gửi tới các bác giá là 900.000 nhé các bác nhé, 900.000 một cái đồng hồ của Nhật nhé các bác nhé. Đồng hồ của Nhật rất là ngon luôn, rất là bền luôn, 900.000 các bác nhé. Về phụ kiện xe thì nhà em chuyên cung cấp và phân phối rất là nhiều các phụ kiện xe nhé, đầy đủ từ những cái nhỏ nhất như là dầu cha xích này, hay là những cái cảo cuối mở líp, tất cả đôi đĩa này, tay nắm xả đè đều có hết nhé. Thì đầu tiên về phụ kiện xe hôm nay thì em xin giới thiệu cho các bác một cái mã gương gắn vào ghi đông các bác nhé. Ở cái này thì các bác có thể quặc vào ghi đông này, các bác bắt vào đây cho em. Và nó là dạng hình gương cầu lồi nhá. Khi mà dùng các bác bóc cái này ra này, đấy, nó lại trắng sáng như mới luôn, soi rất là rõ ràng nhá các bác nhá. Thì một cái gương này thì em lên cho các bác giá là 30k một cái nhá các bác nhá, 30k một cái, và các bác có thể xoay 380 độ này. Đấy, xoay 380 độ nghiêng dọc bên nọ bên kia đều được hết các bác nhé. 30k một cái, 30k một cái. Và khi mà các bác mua với hóa đơn từ 500k là em sẽ tặng cho các bác một cái gương này nhá, 30k. Đấy, thì là các bác lên giúp em là mã gương chiếu hậu 30.000. Rồi, tiếp theo về dầu cha xích đi. Dầu cha xích thì hôm nay em xin giới thiệu cho các bác. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho các bác một cái lọ dầu cha xích này. Nó có dung tích là 60ml, nó có dung tích là 60ml. Cái lọ này thì nó bao gồm cho các bác là cả một cái khăn lau luôn nhá. Đây, cả một cái khăn lau xích này và một cái lọ dầu cha xích, và có một cái khi mà các bác dùng thì các bác mở cái nắp này ra nhá. Bác mở cái nắp này ra
xong là các bác lắp cái này vào cho em. Đấy, lắp cái chai dầu giỏ này và những cái lỗ ở cái bánh xe này đều giỏ xích hết nhá. Thì cái dầu này thì các bác có thể lau sạch này, rửa sạch xích líp của mình xong các bác lau đi. Và cái bánh răng cưa này các bác chỉ cần đun quay tròn theo cái xích này là những cái lỗ này nó đều ra dầu và nó bắt vào cái mắt xích này nhá. Đấy, và một cái lọ dầu tra xích như này thì em lên giá cho các bác là 100.000. 100.000 một lọ dầu tra xích. Và các bác nào mua với hóa đơn từ 1 triệu trở lên là em sẽ tặng cho các bác một cái lọ dầu tra xích này để tri ân các bác nhé. Tiếp theo hôm nay thì về dầu tra xích loại tốt hơn một chút nữa thì em xin giới thiệu cho các bác là một cái lọ dầu tra xích đến của Pháp này, Made in France. Con này thì nó là hàng cao cấp nhá, Extra Wet này, hàng Extra là hàng đẳng cấp nhất rồi các bạn. Và nó dùng cho được 4 mùa, nắng, ẩm, mưa và lạnh giá này. Cái này thì nó là dạng dầu đặc, dầu sữa. Khi mà mở thì các bác nhấn cái nắp để các bác mở nhá. Nhấn cái nắp này xong các bác xoay ra là các bác mở lên cho em. Các bác nhấn xong các bác xoay là các bác mở lên cho em nhá. Và nó là dạng, đây em sẽ mở cho các bác xem này. Đấy, các bác nhấn xuống và các bác mở cho em. Cái dầu này thì nó là dạng cái dầu sữa các bạn, dầu sữa đặc thôi nhá. Em sẽ cho các bác xem cái chất dầu của nó này. Khi ví dụ đây là cái mắt xích nhá, các bác rõ một chút ở cái mắt xích này thôi. Đấy là nó dạng sữa đặc các bạn, dạng sữa đặc nên là khi mà các bác di chuyển là nó chống mài mòn giữa các mắt xích của các bác với cái răng đĩa và bảo vệ nâng cao cái tuổi thọ của cái sợi xích cho các bác. Và những cái loại này thì nó có dung tích là 120ml các bác nhé, có dung tích là 120ml và nó là dạng sữa đặc, sữa nó đặc để em cho các bác xem này. Đấy, nó đặc giống như kiểu sữa lỏng một chút đấy. Thì cái dầu này thì nó rất là tốt và một cái chai dầu này các bác dùng rất là dôi dư luôn, khoảng một năm trả hết các bạn. Mỗi lần đi thì các bác chỉ cần rõ một hai giọt thôi, một giọt một hai giọt là nó đang bảo vệ xích của các bác rồi nhé. Và một cái lọ dầu tra Pháp này, dầu tra xích của Pháp này thì em lên giá gửi tới cho các bác hôm nay em sẽ giảm giá cho các bác, giá là 230.000 nhá các bác nhé, 230.000 một chai dầu tra xích của Pháp. Và nó là hạng dạng Extra Wet này, cái Extra này các bác để ý cho em, Extra này là cái dạng đắt nhất rồi nhá các bác nhé, Extra Wet này. Đấy, dầu tra xích của Pháp dùng cho được 4 mùa, loại tốt nhất luôn là em gửi tới cho các bác. Bình thường là em đang bán là 250, hôm nay thì em sẽ giảm giá cho các bác xuống là còn 230.000 nhá. Đây nó xuất đi tất cả các nước này, Japan các kiểu luôn, dầu này rất là tốt. Tiếp theo thì mã tiếp theo, dầu tra xích tiếp theo thì em lên cho các bác là một loại dầu tra xích đến từ thương hiệu Nam Phi, phía nam của Nam Phi nhá các bác nhá, In South Africa này. Đấy, phía nam của Nam Phi. Và cái loại dầu này nó đang là dầu tốt nhất hiện giờ, dầu tốt nhất hiện giờ nhá, trên blue này. Con này thì nó được gọi là dạng dầu khô, dầu sáp các bạn. Đây em sẽ rõ một giọt cho các bác xem nhé. Đây, nó rất là đặc các bạn, nó đặc quánh luôn. Đấy các bác nhá, nó đặc quánh luôn. Khi mà dùng thì các bác để lưu ý cho em là các bác rửa khô, rửa sạch cái sợi xích của các bác đi. Và các bác lau nhá, các bác lau khô đi. Và các bác rõ từng một chút xíu lên kia những cái mắt xích này của các bác thôi. Các bác chỉ cần rõ một giọt thôi nhá, rõ một tí thôi là khi mà các bác di chuyển. Đấy, nó là dạng dầu khô nên khi các bác rõ thì nó sẽ tan dần ra, nó sẽ loãng dần ra. Và cái dầu này thì các bác được các nhà nghiên cứu người ta cho rằng là khi mà các bác đi khoảng 200-300 cây số thì các bác mới phải tra dầu lại, tại vì là nó là khô. Và cái dầu khô này thì nó chống bám bụi này, chống bám bụi, chống mài mòn xích của các bác rất là tốt luôn. Và cái dầu này thì em đang bán giá là 350.000 thì hôm nay em sẽ giảm giá cho các bác, giá là chỉ có 300k thôi nhá. 300k một chai dầu tra xích khô, dầu sáp của Pháp, là của dầu tra xích của Nam Phi, là em gửi tới các bác giá là 300k em bao ship nhá. Đây là dầu khô, dầu sáp của Nam Phi, 300k một lọ các bác nhé. Tiếp theo về phụ kiện xe hôm nay thì em xin giới thiệu cho các bác là một cái bộ lục lăng gồm 13 chi tiết các bác nhé. Khi mà các bác dùng vặn tháo ốc yếc các thứ thì các bác hay để đồ linh tinh để sợ mất thì các bác mua cái này cho em, nó tích hợp vào là một nhá, nó tích hợp vào là một và nó không lo bị rơi vãi, khi nào cần thì các bác bỏ ra thôi. Nó đều có những cái lục lăng vuông này, đây cái, những cái đầu lục lăng tròn là dùng cho 9 này, 9mm này. Xong là đến cái đầu này là bao nhiêu đây, đầu này là 10mm này các bác nhá, những cái lỗ
lục lăng này, còn cái đầu này là 8mm, 8, 9, 10 các bác nhé. Và những cái đầu, và khi mà các bác vặn cái này thì các bác cắm vào đây này. Đấy, các bác cắm vào cái đầu to này, các bác vặn thôi. Đấy, những cái lục lăng, lục giác này các bác cắm vào cái đầu to này các bác vặn nhé. Đấy, thì rất là tốt luôn. Những cái đầu tô vít này, tô vít dẹp, tô vít tròn này, hoặc là những cái lục lăng vuông này, lục giác nhỏ này này. Đấy, rất là tiện luôn. Và một cái này em gửi giá cho các bác tặng luôn. Nói chung là vừa bán vừa tặng, các bác giá là 50k nhá. 50k một bộ lục giác 13 chi tiết tích hợp như này, tặng cho các bác luôn. Giá là chỉ có 50.000 thôi. 50.000 các bác về sửa chữa xe đạp. Tiếp theo thì lên cho các bác một cái kìm mở xích nhanh nhá. Kìm mở khóa xích này giá gửi tới các bác là 60k, các bác nhá, 60k.